hóa Tân Cao là đơn vị sáng tạo toàn tầm với tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Cán bộ và nhân dân làng Tân Cao luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo một lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhà giáo giáo đầu tiên của huyện Triệu Châu được đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2001. Đây là niềm vinh dự tự hào cho nhân dân, song cũng là trách nhiệm của địa phương và tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị danh hiệu làng văn hóa. Với hơn 200 hộ dân và trên 1.000 nhân khẩu, nhân dân làng Tân Cao đã vươn lên trong lao động sản xuất, là đơn vị đi đầu trong xây dựng kinh tế mô hình và lao động làm ăn xa. Hiện nay đời sống của bà con giáo dân đầy đủ no ấm, các hoạt động xã hội được chú trọng, đặc biệt như phong trào văn nghệ, phục vụ lễ hội, phong trào bóng đá thiếu niên phát triển mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đơn vị xóm đã tạo động lực và góp phần vào sự phát triển của quê hương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đơn vị làng văn hóa Tân Cao là một điểm sáng, góp phần quan trọng vào thành công xã nông thôn mới. Với truyền thống là đơn vị giữ gìn nếp thuần phong mỹ tục, người dân cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, đời sống nhân dân luôn ổn định và phát triển bền vững. Đơn vị luôn là lá cờ đầu trong mọi phong trào, được đảng bộ và chính quyền địa phương ghi nhận. Cán bộ và nhân dân đoàn kết đồng lòng đã và đang tạo thế và lực mới trên con đường xây dựng nông thôn mới. Phong trào văn hóa văn nghệ luôn sử dụng và phát huy, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%, tỷ lệ học sinh giỏi luôn đứng đầu toàn xã. Đại biểu, quý vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo các cấp, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng ta vừa chứng kiến những giờ phút trang trọng đầy ý nghĩa tại lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công nhận xã Diễn Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và các quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu, đại diện cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ nhân dân trả nhà hơn 4 năm qua. Toàn đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã Diễn Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Với lời phát biểu đầy tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện biểu dương thành tích mà đảng bộ nhân dân ta đã đạt được. Đồng thời các cấp lãnh đạo cũng mong muốn và kỳ vọng nhân dân trả nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, phát huy nội lực, tiếp tục đầu tư xây dựng quê hương ta giàu đẹp, văn minh hơn nữa, thực sự xứng tầm một xã nông thôn mới trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân trả nhà, xin được cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo huyện, Ủy ban Nhân dân và các ban phòng cấp huyện đã giúp đỡ xã Diễn Nguyên đạt được những kết quả để có thành tích như hôm nay. Xin hứa với các đồng chí lãnh đạo cấp trên, các vị khách quý, quý vị đại biểu, cán bộ nhân dân Diễn Nguyên tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng,
quyết tâm xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, đáp ứng với sự mong muốn của các đồng chí. Nhân dịp này, kính mong tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân dân, các ban phòng cấp huyện tiếp tục quan tâm giúp đỡ xã Chính Nguyên về tinh thần, vật chất để tiếp tục xây dựng xã Chính Nguyên ngày càng vững mạnh toàn diện. Đồng thời, thay mặt cho đảng bộ, chính quyền xã nhà, kính mong mỗi cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân, con em quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài luôn đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng quê hương ta ngày càng phát triển, dân giàu, xã mạnh, nhà nhà hạnh phúc, văn minh. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay tuy xã nhà đạt được mục tiêu nông thôn mới, nhưng chặng đường phía trước của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta chưa thể thỏa mãn bằng lòng khi một số tiêu chí đã đạt được, nhưng cần sự bền vững, rất cần vào sự tiếp tục chung tay giúp sức của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền mong muốn toàn đảng, toàn dân quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, góp trí tuệ để hoàn thiện và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới một cách toàn diện hơn. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chương trình buổi lễ hôm nay đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tổ chức buổi lễ xin ghi nhận và cảm ơn sự hiện diện các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các xã ban, các đồng chí đại diện cho các sở, ban phòng cấp tỉnh, cấp huyện, các vị khách quý, quý vị đại biểu, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng, những người con quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước đã thu xếp thời gian, công việc về tham dự buổi lễ long trọng này. Sự có mặt của các cấp lãnh đạo và các vị khách quý, quý vị đại biểu là nguồn động viên to lớn cho cán bộ và nhân dân xã Chính Nguyên. Trong quá trình tổ chức chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết, rất mong mọi người về dự lễ được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn các phóng viên báo chí đài truyền hình của tỉnh, của huyện về dự và đưa tin. Xin ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các thầy giáo, cô giáo cùng tuổi trẻ xa nhà đã về tham dự chương trình diễu hành quần chúng, góp phần cho buổi lễ hoành tráng và thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự lãnh đạo các cấp, các tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp, các đại biểu đã về dự và những người vì lý do công việc không về tham dự được cũng đã ủng hộ tinh thần, vật chất để chúc mừng cái thành tích của quê hương. Thay mặt cho chủ trì buổi lễ, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ công bố xã Diễn Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp, quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng sức khỏe, lời